Thú vị về giống chó Labrador Retriever. 1. Tên gọi gây hiểu lầm. Chó Labrador ban đầu được lai tạo ở Canada và Labrador cũng là tên gọi của một vùng ở quốc gia này. Tuy nhiên, Labrador thực sự có nguồn gốc từ Newfoundland, một vùng lân cận. Hai khu vực này đều ở cùng một tỉnh nhưng tách biệt về mặt địa lý. Newfoundland là một hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía đông Canada, trong khi Labrador nằm trên đất liền. 2. Labrador rất thích nước. Labrador được lai tạo nhằm mục đích giúp đỡ ngư dân ở Canada. Chúng có bộ lông hai lớp không thấm nước, chân có màng và đuôi giống giấy cá. Không có gì ngạc nhiên khi hầu hết chó Labrador đều rất thích bơi lội và lặn xuống nước. 3. Labrador gần như đã tuyệt chủng. Vào những năm 1880, chính quyền ở Newfoundland đã hạn chế quyền nuôi chó, chỉ cho phép mỗi gia đình nuôi một con và đánh thuế cao hơn đối với những con chó cái. Vì điều này, nhiều gia đình đã từ bỏ nuôi những con chó Labrador cái để tiết kiệm chi phí, vì vậy tỷ lệ sinh đã giảm rất mạnh. Rất may, vào thời điểm đó, Labrador đã đến được nước Anh và được yêu mến ở đó, điều này khiến số lượng của chúng dần ổn định trở lại. 4. Labrador có mấy màu lông? Theo Hiệp hội Chó cảnh Hoa Kỳ, hiện nay Labrador có 3 màu lông được chính thức công nhận bao gồm màu vàng, màu sô-cô-la và màu đen. Chúng cũng có những biến thể màu khác như màu đỏ và màu bạc nhưng không được công nhận. 5. Màu lông của chó con không phụ thuộc vào bố mẹ. Labrador có một loại gen cho phép chúng có tới 9 kiểu kết hợp màu lông khác nhau mà không phụ thuộc vào gen màu lông của bố hoặc mẹ. Vì vậy, trong cùng một lứa sinh ra, mỗi cá thể Labrador có thể có một màu lông khác nhau. 6. Labrador ăn không biết no. Chứng thèm ăn vô độ của Labrador là do những thay đổi trong một gen, được gọi là gen POMCI. Khi gen này bị thay đổi, Labrador sẽ không nhận được những cảnh báo khi đã ăn đủ, khiến chúng ăn mà không biết no. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến Labrador hay bị béo phì. Khoảng 1/4 số Labrador có hội chứng này. 7. Labrador có thể ngửi thấy bệnh. Nhờ có chiếc mũi nhạy cảm, Labrador là một trong những giống chó thường được sử dụng trong nghiên cứu để xác định xem chó có thể phát hiện ra mùi của một số bệnh hoặc ung thư hay không. Các nghiên cứu cho thấy, chúng có thể phát hiện chính. Ngoài ra, Labrador còn có thể phát hiện các dấu hiệu sớm của các loại ung thư khác nhau, bao gồm các loại ung thư da, phổi và bàng quang. 8. Là giống chó dẫn đường phổ biến nhất. Nhờ tính cách ngọt ngào và sẵn sàng học hỏi, Labrador là một trong những giống chó phổ biến nhất được huấn luyện làm chó dẫn đường trên toàn thế giới. Khoảng 60% chó dẫn đường là Lab, những con lai giữa Golden và Labrador cũng thường xuyên được sử dụng để làm việc này. 9. Labrador nhanh hơn vẻ ngoài của chúng. Labrador có thể trông không giống như chúng có thể chạy nhanh và chúng cũng không phải là giống chó nhanh nhất. Tuy nhiên, Lab là những vận động viên chạy nước rút vô địch, đạt tốc độ hơn 40 km/h chỉ trong 3 giây. Điều này giúp cho việc đi săn bắt của chúng trở nên dễ dàng hơn. 10. Labrador sống thọ nhất. Tuổi thọ trung bình của Labrador thường là 10 đến 12 năm. Tuy nhiên, một chú chó Labrador thuần chủng màu đen tên là Adjutant đã sống được gấp 2 lần số đó. Sinh ra ở Anh vào năm 1936, Adjutant đã sống được tới 27 năm, khiến nó trở thành một trong những chú chó già nhất thế giới. Nếu có điều kiện, bạn hãy thử nuôi Labrador và chắc chắn bạn sẽ không phải thất vọng vì những tính cách tuyệt vời của giống chó dễ thương này.